Đây là cách chơi đầu băng cối nhỏ gọn theo kiểu tự hành, tức là các bạn đây làm thêm một con loa để đặt lên đầu băng cối là thành một cái loa tự hành, là một đầu tự hành luôn. Đây, tông sờ tông bằng gỗ anh em nhá, loa bằng gỗ. Em có bán những cái loa này để anh em về đặt lên đầu băng cối là thành đầu tự hành. Đó. Đấy là tình khúc của băng tâm. Em chỉnh tốc độ. Em cho nó cho hát nhanh tí cho nó có vẻ như hơi chậm. Hai vế luôn anh em nhá. Đấy, rất đầy đủ. Con Sony huyền thoại chạy băng 10 3570. Mọi loại băng, hai vế trái phải, chạy băng 10, hai tốc độ truyền thống luôn, có cả chỉnh bias, bias đầy đủ. Ghi rất hay, con này ghi rất hay, đẹp long lanh. Đặt cái loa lên là thành một cái đầu cối tự hành, đơn giản không? Anh em có nhu cầu băng cối ủng hộ thằng em nhá. Rất nhiều băng cối ngon bổ rẻ, anh em mà liên hệ.